4 cái mẫu nho khô Hàn Quốc về phục vụ Tết các bác nhé. Ngoài ra còn khoảng 6 mẫu nữa sẽ tiếp tục về sau. Thì trong 4 mẫu này về trước mắt thì có 2 cái mẫu là chỉ có hình quả nho. Nên là như cái này là màu xanh lá này, còn phía dưới là màu xanh thẫm, nên là chỉ có nguyên hình quả nho không này. Thế ngoài ra thì còn 2 cái mẫu nữa, một mẫu hình cá và một mẫu là hình phượng hoàng. Thì 2 mẫu này năm ngoái bán rất là tốt. Thế thì mẫu thì khác nhau, có nghĩa là vỏ khác nhau nhưng mà ruột năm nay thì giống hệt nhau nhé. 4 mẫu này thì đều cùng chung một ruột cả. Thì đều là nho xanh khô, 100% là made in Korea, Hàn Quốc. Thế đằng sau là có mã vạch này. Thế rồi hạn sử dụng là mùng 25 tháng 12 năm 2024, hạn sử dụng cùng một năm. Thì trên cái vỏ hộp này thì các bác lưu ý là có 4 cái nhãn hiệu chứng nhận nhé. Một là cái công ty Samsung này, tập đoàn Samsung người ta bảo trợ người tiêu dùng. Thế bên cạnh cái hai là cái nhãn hiệu là cờ Hàn Quốc ấy, là có nghĩa là made in Korea, xuất xứ Hàn Quốc. Thế ngoài ra thì có 2 cái nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm nông nghiệp sạch. Một nhãn hiệu là Pesticide này, non Pesticide là không thuốc trừ sâu nhé. Thế còn bên cạnh nữa là một toàn chữ Hàn Quốc ấy, nếu dịch sang tiếng Anh là Pesticide Free Agriculture Product, nghĩa là sản phẩm nông nghiệp không sử dụng thuốc trừ sâu. Hai nhãn hiệu này có chút khác biệt các bác nhé. Thế thì nhãn hiệu mà nếu chỉ có nguyên là non Pesticide, ví dụ như là cái nhãn hiệu của cái trên cái hộp nấm Minh Chi để chẳng hạn này, thì nghĩa là không sử dụng thuốc trừ sâu nhưng mà cho phép sử dụng một cái lượng phân hóa học nhất hạn chế nào đó. Còn cái loại thứ hai là agriculture product, nghĩa là sản xuất mà không sử dụng hóa chất hoặc là phân bón hóa học mà chỉ cho phép sử dụng những phân bón tự nhiên như là phân hữu cơ thôi. Thế là một số nước người ta có những cái nhãn hiệu chứng nhận tương tự như là eco friendly hoặc là organic ấy, thì là tương tự như nhau. Đây sản phẩm này là sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng rất là tuyệt vời. Còn về cái trọng lượng thì có hai loại nhé, loại 4 cái mẫu này này thì trọng lượng là 1 cân, nhưng mà 1 cân là bao gồm cả vỏ hộp nhé. Thế còn nếu mà trọng lượng tịnh của cái nho thì nó chỉ có khoảng 9 lạng thôi, còn cái vỏ hộp của nó là khoảng 1 lạng. Đấy là trọng lượng. Thế còn những cái mẫu mà về sau này khoảng tầm 1 tuần nữa sẽ về thì 1 cân 2, có nghĩa là nguyên trọng lượng tịnh của nó là 1 cân. Thì một thùng này là có 20 hộp các bác. Xin trân trọng cảm ơn các bác ủng hộ nhé.